Xin chào anh em, trở lại với kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay mình mang đến cho anh em một em Honda Civic RS 2020 với mức giá bán phiên bản màu đỏ là 929 triệu, lăn bánh thành phố Hồ Chí Minh là 1,035 triệu, ở tỉnh là 1,025 triệu nha anh em. Cụm đèn pha nè, dãy chiếu sáng led ban ngày nè, đó đường sương mù bằng led hết nha, full led nha, đó lưới tản nhiệt rất là thể thao, và có cái mạ sơn đen này rất là bóng, rất là đẹp, có chữ logo của Honda và RS. Đấy, mâm này, mâm nó thì có 5 chấu kép nha. Đó, mâm thì 18 inch nha anh em. Gương chiếu hậu gập điện, có đèn led báo rẽ. Người tay nắm cửa mà cờ rơm mới là sáng bóng. Đấy, cái cụm đèn hậu sau anh em thấy nó dạng cánh én rất là thể thao, rất là đẹp và rất là bắt mắt nha. LED nha anh em, đó đèn LED đó là tinh tế và rất là sắc sảo. Civic có camera lùi ba góc, cảm biến rất là đầy đủ đấy, và có cái đèn cụm đèn kép phản quang đó nè, nằm trên cái hốc đó. Anh em thấy cái hốc đó có một cái đèn đó, rồi những cái cột kính này nó sẽ có đường mạ cờ rơm chạy dài, rất là sáng bóng, rất là đẹp, rất là thể thao, rất là tinh tế và rất là sắc sảo, rất là đẹp luôn nè. Một cái xe dành cho những bạn trẻ đam mê phong cách thể thao mà rất là ngầu như thế này, nhìn rất là bắt mắt, rất là đẹp. Đó, thân xe rất là dài, phân khúc sedan hạng C, cho nên thiết kế nhìn rất là rộng rãi và thoải mái. Xe với cái mức tiêu hao nhiên liệu của nó tại đường là 6,1 lít tại đường kết hợp này, 8,1 lít tại đường trong đô thị và 5 lít tại đường ngoài đô thị trên 100 km nha anh em. Đó, cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, một chiếc xe khá là tuyệt vời. Theo cảm nhận của mình, nước sơn nhìn rất là đẹp, phía sau đuôi có cái dạng phong cách thể thao đó. Cái cánh mà dùng để mà mình có thể lướt gió anh em, trong mấy chiếc xe đua hay có đó. Đó, cái khoang chứa hành lý cũng khá là rộng rãi luôn, chứa rất là nhiều đồ luôn anh em. Đó thì mình cảm thấy cái dòng xe này rất là đẹp, phong cách thể thao rất là nổi bật luôn anh em. Đó thì mình sẽ thấy cái nước sơn của nó có rất là 5 loại màu sơn. Đó, tay nắm cửa có chế độ mà mở cửa thông minh đó anh em. Nội thất khá là sang trọng, ghế bọc da và có đường chỉ đỏ rất là nổi bật luôn đó anh em. Ghế lái phía trước của nó thì có điều chỉnh được 8 hướng vô lăng 3 chấu và có thể điều chỉnh được 4 hướng bọc da, và có trợ lực điện, đó là sang trọng, rất là đẳng cấp. Trên vô lăng nó sẽ có nhiều nút gọi nghe, vô chỉnh âm thanh, lãng lẫy tiền số tay, lẫy chuyển chuyển cái số tay. Thì chìa khóa thông minh, có chế độ mở khởi động từ xa, khi anh em đậu xe ngoài nắng anh em có thể mở máy trước cho nó lạnh, chạy cũng rất thoải mái, rất là nhiều hộp chứa đồ đấy. Thì cái dòng xe này tần số hộp số CVT, có cái lẫy chuyển số ES này nè, tạo ra một cách lái thể thao rất là ngầu. Có chế độ Eco này, lái tiết kiệm nhiên liệu, phanh phanh điện tử có bệ tỳ tai và có những cái hộc để cắm USB, mùi thuốc lá hoặc là chuyển đổi cái cổng sạc rất là ok. Đèn chiếu sáng trong cabin, tắm che nắng khá là rộng rãi. Xe được trang bị 8 lon đó, em thấy khủng khiếp chưa, nghe chất lượng âm thanh rất là tuyệt vời trong cái dòng xe này. Điều hòa tự động này và màn hình là 7 inch, có cái nút bấm khởi nguồn nhanh nè, đây là mình mở máy động cơ cho anh em nè, nút khởi đường nguồn nhanh đó. Đó, ba cái màn hình trên cái đồng hồ táp lô hiển thị rất đầy đủ và sắc nét nè. Đó, màn hình 7 inch và sẽ có chế độ Apple CarPlay, và Android Auto cho anh em kết nối với điện thoại để gọi làm thoại rảnh tay rất là đầy đủ, và có chế độ Rugged Zone ra tự động. Nói chung rất là nhiều tính năng an toàn của cái dòng xe này.
chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, khởi hành nhanh dốc, phanh điện tử, phân bổ lực phanh, vân vân vân, rồi bảo vệ trẻ em, rất là nhiều cái tính năng an toàn cho cái dòng xe Honda Civic này, RS này nha anh em. Anh em mua cái xe đẳng cấp như thế này thì có tất cả đầy đủ tính năng an toàn cho anh em để trải nghiệm một cái dòng xe du lịch hạng sedan, hạng C, rộng rãi và đẳng cấp và thể thao như thế này. Xe này cho cái cảm giác xoay số mà tần số tay, chế độ ớt cho anh em rất là mượt mà và rất là thoải mái và rất là không có bị gọi là ghi số lại, cảm giác vô số rất là mượt. Xe có hơi độc đạt tốc độ 200 km/h luôn nè. Đây là cái hàng ghế phía sau thì nó có bởi tì tai ngang giữa ba người ở hàng ghế phía sau nha. Hàng ghế phía sau bọc da đen và chỉ đỏ rất là đẹp, có rất nhiều hộp chứa đồ rất là tiện dụng. Đó. Và xe này có một cái điều vùng điều hòa hai chiều ở hàng ghế phía sau và nó sẽ gọi là lọc không khí, tạo cảm giác thoải mái cho người ngồi phía sau một cách dễ chịu đó. Cái hốc này anh em thấy không, đó, điều hòa phía sau nè, hai chiều và lọc không khí nè, cho người cảm giác ngồi phía sau rất là thoải mái và rất là dễ chịu và rất là rộng rãi luôn anh em. Đấy, mình cảm thấy một cái xe vô cùng tuyệt vời như thế này. Ở trong cái phân khúc mà xe sedan mà gọi là thể thao dành cho các giới trẻ mà đẹp như thế này đó, bây giờ mình sẽ tìm hiểu cái khối động cơ của nó. Khối động cơ của nó rất là mạnh đó anh em, 1.5 lít nhưng mà có turbo đó, và có cam kép DHOC rất là tiết kiệm nhiên liệu đó, và có cái công nghệ mà xăng số rất là mượt, rất là thoải mái đó. Anh em thấy cái khối động cơ rất là lớn và trang bị bố trí đường dây rất là gọn. Thì xe đạt công suất 170 mã lực tại vòng tour 5.500 và 220 Nm/m tại vòng tour 1.700 đến 5.500 nha anh em. Đó, anh em thấy cái mà khả năng tăng tốc cũng rất là nhanh nha. Xe này đạt cái khả năng tốc độ của nó trong mấy giây đó, rất là khủng khiếp đó anh em. Đó, và công suất rất là mạnh. Xe này là gọi là dạng phong cách thể thao mà, cho nên hãng Honda đã đầu tư rất là nhiều hướng đến phong cách trẻ trung, xinh đẹp, thể thao và bắt mắt với trẻ cũng như là những thanh niên đó, để trải nghiệm cái dòng xe Honda Civic này mang phong cách rất là thể thao và rất là đậm nét cá tính. Khung gầm khá là cao, xe có chiều dài của nó là 6m, đó là chiều dài tổng thể của nó anh em là 4m630 và chiều ngang của nó là 1m799 và chiều cao của nó là 1m416 đó. Một cái xe phân khúc xe này hàng C rất là dài, rộng và cao như thế này rất là thoải mái. Thì cái dòng xe này cái ghế của bên lái thì nó chỉ chỉnh cơ thôi, và anh em thấy là nó sẽ có rất là nhiều cái đó, ghế là ghế bên lái phụ chỉnh cơ nha anh em, và nó sẽ có cái nhiều cái cắm USB đó, hay chuyển đổi nè, cái đồ cắm chuyển đổi sạc điện thoại các kiểu, USB BMI nó đầy đủ, chế độ eco lái tiết kiệm nhiên liệu, bề thì tay anh em có thể đựng hồ sơ nước rất là tiện dụng, mà tì cái tay lên để vô số để cảm giác đỡ mỏi tay đó. Không gian khá là rộng. Honda Civic RS 2020, nếu anh em yêu thích cái dòng xe này thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0937965342 để bên mình có thể trực tiếp tư vấn cho anh em cái giá lăn bánh và cũng như là chương trình khuyến mãi quà tặng kèm theo khi mua cái dòng xe của Honda nha anh em. Và những cái anh em muốn gắn cái đồ chơi option theo xe như thế nào thì cũng có thể liên hệ với mình sẽ tư vấn giá cả hợp lý và những cái phụ tùng đồ chơi theo xe đó. Đây là cái cánh mà cái dạng xe thể thao, anh em thấy cái đuôi xe nó có một cái cánh đó mà đó, cánh lướt giống như là dạng phong cách thể thao đó. Rất là ngầu đó, cái đuôi phía sau nó kéo dài ra, đuôi phía trước cũng kéo dài ra, tạo cảm giác rất là xe rất là rộng và rất là dài. Và những cái đường găng guốc giật nổi và những cái
cái bo viền của chiếc xe rất là sắc nét, góc cạnh và gân guốc rất là uyển chuyển, như một cái dòng xe mang đậm chất thể thao nhưng mà cũng rất là đầy cá tính và trẻ trung sinh động. Để lựa chọn cái dòng xe này, anh em bỏ ra 1 tỷ là sở hữu con xe này thì khá là ok. Cảm ơn em đã theo dõi video này. Xin chào, hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo của bên mình.